Trưởng đoàn thể thao Việt Nam mong muốn bóng chuyền nữ phát huy tinh thần của các vận động viên nữ Việt Nam. Sáng ngày 12 tháng 5, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt đã có buổi thăm, động viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau thắng lợi 3-0 trước Singapore ở trận mở màn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thắng Philippines 3-0 để sớm giành quyền vào bán kết. Các cô gái của bóng chuyền Việt Nam tiếp tục thắng dễ đại diện của nước chủ nhà, Campuchia với tỷ số áp đảo 3-0 trong trận đấu thủ tục cuối cùng ở vòng bảng B và chính thức góp mặt vào chơi trận bán kết 2 gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia. Đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể ban huấn luyện, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt khẳng định vị trí đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 32. Của đoàn thể thao Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của các vận động viên nữ. Dẫn chứng thành tích 2 huy chương vàng của nữ vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh đã giành được trên đường chạy 1.500m, 3.000m vừa qua cùng tấm huy chương vàng lịch sử ở môn bóng rổ 3x3 nữ, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt cho biết, các vận động viên nữ đã rất nỗ lực để mang về kết quả tốt, góp phần khẳng định vị thế của đoàn thể thao Việt Nam. Những hình ảnh đẹp như vận động viên Nguyễn Thị Oanh dù thi đấu hai cự ly nặng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mang về hai tấm huy chương vàng, hay các vận động viên nữ ở các môn bóng như bóng rổ 3x3, tạo mang về tấm huy chương vàng lịch sử dù thua thiệt về thể hình thể lực đều là minh chứng rõ ràng. Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh, sự đoàn kết, nỗ lực thi đấu hết mình với quyết tâm cao nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là tiền đề để toàn đội có thể hướng tới tấm huy chương vàng. Nếu chúng ta có quyết tâm, tập trung hết sức, có sự nhanh nhạy, linh hoạt thì chắc chắn sẽ có khả năng đạt huy chương vàng. Ở các môn bóng, trình độ chuyên môn chúng ta rất tốt. Nhiều vận động viên đã thi đấu ở nước ngoài. Chúng ta vừa rồi cũng đã rất thành công rất lớn ở các giải đấu lớn với những chiến thắng thuyết phục trước các đội mạnh. Chúng ta phải cảm giác mình đang là nhà vô địch, tới đây thi đấu với phong thái nhà vô địch, tự tin đoàn kết, phối hợp, ông Đặng Hà Việt chia sẻ. Với 3 chiến thắng áp đảo của bóng chuyền nữ Việt Nam trước các đối thủ ở vòng bảng, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt bày tỏ kỳ vọng, các vận động viên bóng chuyền nữ sẽ tiếp nối thành tích của các vận động viên nữ, mang về thêm kết quả tốt cho thể thao Việt Nam. Trận bán kết hai môn bóng chuyền nữ giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày 13 tháng 5 tới đây.